vụ đồng tâm, các bị can đã lên kế hoạch như thế nào? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Như tin đã đưa, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong số 29 bị can, 25 bị can bị truy tố về tội giết người, 4 bị can bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ đất cánh đồng xanh ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là đất quốc phòng, nhưng từ năm 2013, Lê Đình Kình, sinh năm 1936, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm đã thành lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đồng xanh, chia nhau. Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm, sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng xanh là của xã Đồng Tâm, đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm đấu tranh để giữ đất. Từ năm 2017 đến đầu năm 2020, Kinh đã chỉ đạo tổ đồng thuận và nhiều đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc như gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản, lăng mạ, chửi bới, đe dọa một người dân thôn Hoành với lý do người này nhận tiền hỗ trợ đi di rời đồng xanh. Khi biết thông tin Công an Hà Nội phối hợp với Quân chủng phòng không, Không quân Bộ Quốc phòng triển khai bảo vệ lực lượng, thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất đồng xanh, Lê Đình Kình đã cùng với các bị can bị truy tố góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua tuyếp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo nhằm tấn công lực lượng chức năng. Lê Đình Kình cùng với Lê Đình Công, Lê Đình Hiển, Nguyễn Văn Tuyển tổ chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các video clip trên mạng xã hội. Đồng thời, nhóm này tuyên bố nếu cơ quan công an đưa lực lượng đến Đồng Tâm thì sẽ tiêu diệt từ 300 người đến 500 người, tưới xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an. Đầu tháng 1 năm 2020, khi biết Công an Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm, Lê Đình Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà Kình để chỉ đạo chống đối, sát hại lực lượng công an. Chiều 8 tháng 1 năm 2020, theo chỉ đạo của Kình, Công đã yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tuyếp sắt, có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà Kình để tấn công lại lực lượng công an. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, cách nhà Kình khoảng 50m để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động. Công cùng Uy, Nguyễn Quốc Tiến bắn pháo sáng báo hiệu và bắn pháo về phía lực lượng chức năng, đồng thời cùng với nhiều đối tượng đứng trên mái nhà dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an. Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng các đối tượng không dừng lại mà càng chống đối quyết liệt. Chức và Công đã sử dụng lựu đạn ném về phía tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ. Theo sự phân công, lực lượng công an gồm các chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân và nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi vi phạm tội quả tang. Khi các chiến sĩ Thịnh, Huy và Quân di chuyển để sang mái nhà Lê Đình Trước thì bị Trước dùng tuyếp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống. Các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá nên ba người đã rơi xuống hố ở gần nhà Lê Đình Kình. Lúc này, Trước bảo Lê Đình Doanh đổ xăng từ can ra chậu để Trước đổ xuống hố nơi ba chiến sĩ rơi xuống và châm lửa đốt. Hậu quả, cả ba người tử vong do ngạt khí và cháy than hóa toàn thân. Lê Đình Kình giữ vai trò chủ mưu. Khi tổ công tác áp sát phòng ngủ tầng 1 nhà Lê Đình Kình, một đối tượng dùng tuyếp sắt gắn dao bầu ném ra và một đối tượng ném một quả lựu đạn nhưng không nổ. Tổ công tác phá khóa cửa ngách nhà Lê Đình Kình thì phát hiện Kình đang cầm một quả lựu đạn và hô hào chống đối nên đã sử dụng súng bắn tiêu diệt. Kết quả điều tra xác định, Lê Đình Kình cùng với các bị can Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa chỉ đạo các bị can khác vừa trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội giết người. Các bị can Lê Đình Trước, Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy là những người tham gia tích cực và trực tiếp thực hiện tội phạm giết người. Các bị can khác bị Lê Đình Kình, Lê Đình Công và Bùi Viết Hiểu xúi giục, lôi kéo, kích động nên đã tham gia đồng phạm về tội giết người với vai trò giúp sức. Các bị can Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị lôi kéo, kích động nên đã tham gia chống đối lực lượng công an, phạm vào tội chống người thi hành công vụ.
cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của Lê Đình Kình cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, do Lê Đình Kình đã chết vào rạng sáng hôm xảy ra vụ án nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!